Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha tất cả anh chị. Hôm nay em sẽ review và giới thiệu cho các anh chị một lô đất có diện tích là 7.000m² nha tất cả anh chị. Lô đất này có mặt tiền lộ nhựa nha, xe tải xe du lịch 16 chỗ là tới đất Vivu luôn nha. Thì mặt tiền lô đất này có trụ ranh luôn nha, từ bên phải này chạy ngang qua cặp bên nhà nha, thì ngang là được 11m nha các anh chị, chạy thẳng dài vô tầm khoảng 100m rồi lô đất này nó bung ra. Thì để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho các anh chị, các nhà đầu tư xem rõ hình dạng lô đất luôn nha. Lô đất này có điện nước đầy đủ nha, có điện 3 pha luôn nha các anh chị. Phía trước lô đất có một cái con kênh rất là rộng nha, con kênh này tầm khoảng 15m á. Thì nền thì phía trước chủ đã đổ đất cũng tương đối nha các anh chị, tương đối cao ráo bằng nền với cái nhà kế bên nha. Thẳng dài vô đây, chạy thẳng ra phía sau á, chạy dài khoảng 100m thì nó bung ra, ngang là 11 nha, chạy 100m nó bắt đầu nó bung ra chữ L nha. Thì hậu dài nó tầm khoảng 400m nha các anh chị. Và cái đích lô đất thì tầm khoảng 27-28m nha. Thì lô đất này có hướng là hướng chánh tây nha các anh chị. Thì các anh chị, các nhà đầu tư nào đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản để làm vườn nè, cho các nhà vườn thì ok luôn nha các anh chị. Mà cần vào hướng chánh tây nữa, thì đối với lô đất này hiện tại là đang trồng khóm nha. Đất này là đất vườn nha các anh chị, đất đang trồng khóm nha. Nằm trong hệ thống đi bao thì các anh chị thích hợp có thể làm vườn nè, hoặc là trồng cây ăn trái thì theo nhu cầu các anh chị nha. Thì khu vực này thì đa phần là người dân trồng khóm nha các anh chị. Thì cách Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thạnh thì tầm khoảng 5 cây nha các anh chị, cách chợ Phú Mỹ tầm khoảng 11 cây nha, cách ngã tư Mỹ Phú tầm khoảng 17 cây. Còn các anh chị khu vực thành phố Tân An thì từ thành phố Tân An các anh chị về tầm khoảng 20 cây nha. Và đối với các anh chị khu vực Sài Gòn thì về tầm khoảng 50 cây, 48-50 cây nha các anh chị. Thì các anh chị có thể đi theo quốc lộ 1A về tới thành phố Tân An, chạy về ngã tư Mỹ Phú nha, rồi mình hướng về chợ Phú Mỹ á, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thạnh rồi đó. Thì từ Ủy ban xã Hưng Thạnh thì tầm khoảng 5 cây số nha các anh chị. Thì các chị nào không biết thì mình có thể lên Google mình gõ mình xem nha. Còn cách thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tầm khoảng 16km nha. Còn chỗ các anh chị ở khu vực ấp Bắc quốc lộ 1A thì tầm khoảng 26 cây, ở Mỹ Tho thì tầm khoảng, thành phố Mỹ Tho thì tầm khoảng 32 cây nha các anh chị. Còn các anh chị ở cánh Cải Lậy thì mình về tầm khoảng 34 cây. Nói chung là phía trước có view kênh rất là đẹp nha các anh chị. Đất này thì đất vườn nha, cho chuyển thổ, cho chuyển đổi mục đích sử dụng luôn, cho chuyển thổ nha các anh chị. Điện 3 pha, điện nước là đầy đủ luôn, kế bên có nhà dân luôn. Ngang là 11m nha, chạy thẳng dài 100m, lúc đó thì lô đất nó bung ra khoảng 17m nữa. Thì hậu lô đất thì tầm khoảng 27-28m, còn cạnh dài nhất tầm khoảng 400m nha. Xe hơi, xe du lịch 16 chỗ nha các anh chị. Điện nước đầy đủ nè. Rồi hiện tại là đang canh tác trồng khóm nha. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này nghĩ phù hợp với mình thì các anh chị cứ liên hệ qua anh em nha. Liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha các anh chị. Em quên nữa, thì giá bán chính chủ lô đất này 7.000m² thì chủ bán là 2 tỷ rưỡi nha các anh chị. 2 tỷ rưỡi hết đất nha. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha.
thì em quét lên thông ảnh mang tính chất tham khảo cho các anh chị, các nhà đầu tư hiểu được cái hình dạng lô đất như thế nào để mình xem, mình tìm hiểu có phù hợp với mình hay không nha. Mặt tiền lộn nhựa ngang là 11m, chạy thẳng dài vô, bắt đầu nó bung ra nha, chạy thẳng dài luôn á. Xung quanh thì nhà dân rất là nhiều luôn, dân cư thì đông đúc nha. Khu vực này các anh chị về làm nhà vườn mình ở là ok luôn á. Nói chung thì địa phận Tiền Giang thì hậu dài 400-500m, 600m một cây số vẫn có nha. Thì cái này 400m thì cũng tạm được nha. Thì một số lâu lâu thì có một những sản phẩm đẹp nha. Thì khu vực Thạnh Hóa nè, hậu dài thì tầm 500 nè, Tiền Giang thì tầm khoảng 500-600. Lâu lâu thì có những cái hậu ngắn như là 50m, 100m thì gọi là đẹp. Nhưng mà tùy theo sản phẩm nha các anh chị. Mà những cái sản phẩm hậu ngắn á, thì thường là giá cao hơn thị trường nha. Thì tiền nào của nấy nha các anh chị. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái hướng của lô đất, hướng chánh tây nha. Các anh chị nào đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản để làm nhà vườn mà cần vào hướng tây nữa, mua ok luôn. Nền thì tương đối cao ráo, giống như cái nền nhà kế bên nha. Giá bán chính chủ là 2,5 tỷ nha các anh chị. Sài Gòn về là 50 cây số. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu. Các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ liên hệ qua bên em nha. Bên em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả anh chị được nha. Thì bên em còn rất là nhiều sản phẩm bất động sản luôn. Thì các anh chị nào đang có nhu cầu tìm hiểu về thị trường bất động sản theo khu vực thì các anh chị cứ sắp xếp thời gian, em sẽ cho các anh chị xem đất thực tế nè. Và theo cái mong muốn của mình thì trước khi đi các anh chị có thể alo qua em trước 1 ngày hoặc trước 2 giờ đồng hồ nha, để em sắp xếp thời gian cho các anh chị xem đất nè và cũng như gặp được chính chủ nha. Thì những sản phẩm bất động sản bên em á thì đều là sản phẩm chính chủ hết. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em, thì em sẽ sắp xếp cho các anh chị xem đất rồi gặp chính chủ. Thì ai đứng tên đất nè, ai có quyền quyết định về giao dịch, về thửa đất là các anh chị gặp ngay người đó nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha các anh chị, trước video đều có mã số hết. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em, báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha các anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like nè, đăng ký ủng hộ kênh, đăng ký toàn bộ là miễn phí nha. Và biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả anh chị.